Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với chương trình Hồ sơ vụ án của Báo Thanh Hóa. Chắc hẳn quý vị đã quen thuộc với những bản tin thời sự nóng hổi được cập nhật liên tục trên kênh của chúng tôi. Tuy nhiên, Báo Thanh Hóa còn mang đến cho quý vị một chương trình đặc biệt hơn, nơi vén màn bí ẩn đằng sau những vụ án ly kỳ, gay cấn và đầy kịch tính. Hồ sơ vụ án là hành trình khám phá những góc khuất của xã hội, nơi những cuộc đấu trí căng thẳng giữa thiện và ác diễn ra. Mỗi vụ án là một câu chuyện, là bài học cảnh giác để phòng tránh tội phạm và là lời ca ngợi cho những chiến công vang dội của lực lượng công an nhân dân. Ngay sau đây, mời quý vị đến với vụ án bí ẩn sẽ được hé lộ trong chương trình ngày hôm nay. Gần 7 năm trước, vào ngày 26 tháng 7 năm 2009, người dân ở tiểu khu 6, thị trấn Tĩnh Gia, bàng hoàng nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ phía nhà ông Hoàng Cao Khờ, anh Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1978. Mọi người chạy lại, thấy ông Khờ cùng vợ, còn ông đang cuống cuồng, hốt hoảng cầu cứu mọi người, đưa cháu gái ông gọi bằng cậu là chị Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1980 và cháu rể là anh Nguyễn Chí Thanh đi cấp cứu. Nhưng anh Thanh đã chết, còn chị Dung chỉ còn thở thoi thóp, gắng gượng chút hơi tàn mong cứu được đứa con trong bụng. Nhưng khi mọi người đưa chị chạy được đến bệnh viện huyện gần đó thì nạn nhân đã tắt thở. Sự việc xảy ra quá kinh khủng khiến nhiều người không khỏi đau lòng, thương cảm, càng xót xa cho người chết, càng căm phẫn tột cùng kẻ gây tội ác. Vụ việc có diễn biến như sau. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Khờ ở gần nhà vợ chồng người cháu cùng một vài hộ dân khác nghe tiếng la hét, kêu cứu bên nhà chị Dung. Nhưng liền sau đó lại im bặt, nghĩ vợ chồng chị Dung mất hòa, gây gổ, rồi họ đã nhanh chóng làm hòa nên không ai chạy qua. Đó cũng là thời khắc chiếc đồng hồ sinh học của con người điều khiển họ vào giấc ngủ ngon lành, sâu nhất. Ông Khờ tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không biết gì. Nhưng rồi, khác với những người hàng xóm, linh cảm cho ông thấy có điều chẳng lành. Ông thức dậy, mở cửa, nghe ngóng phía nhà hai đứa cháu. Lần này ông Khờ nghe tiếng kéo cửa sắt bên nhà chị Dung. Cùng đó, có bóng người phóng chiếc xe máy vù ra khỏi nhà. Nghi ngờ bên nhà vợ chồng người cháu gặp chuyện chẳng lành, ông Khờ đánh thức vợ con dậy, cùng ông chạy qua nhà chị Dung. Cửa nhà vẫn mở, trong ánh đèn ngủ le lói, ông Khờ điếng người khi trông thấy chị Dung quằn quại trên vũng máu ngay cửa phòng vệ sinh. Giọng chị đứt quãng: "Cậu ơi, cứu con cháu với. Thằng Thành, nó giết người cướp của, giết chồng cháu rồi." Nhìn đứa cháu bụng mang dạ chừa nặng nề gần ngày sinh nở bị sát hại dã man, cả nhà ông Khờ thẳng thốt kêu gọi hàng xóm tới hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Nhiều người dân quanh đó bật đèn, đuốc đổ xô tới. Theo hướng tay chỉ của chị Dung, họ lên sân thượng tìm thấy xác của anh Thành nằm bất động với hàng chục nhát chém trên người. Bên cạnh là nhiều vỏ bia vứt lăn lóc và một ít mồi nhậu. Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Lê Thiện Thành, hàng xóm với gia đình nạn nhân, là hung thủ gây án. Lúc này, tên Thành đã rời khỏi hiện trường. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện chiếc xe máy hiệu Novo của vợ chồng nạn nhân chính là chiếc xe hung thủ đã cướp rồi bỏ chạy. Trong nhà, đồ đạc bị lục soát nhưng hắn chưa kịp lấy thêm thứ gì. Nhận tin xấu, gia đình cả hai phía các nạn nhân nhanh chóng đến hiện trường. Họ gào khóc, đau đớn như đứt từng khúc ruột. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đến theo dõi công an làm việc và chia buồn với các nạn nhân. Một cuộc họp khẩn cấp của lực lượng cảnh sát công an tỉnh diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí phó giám đốc, phụ trách khối cảnh sát cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh. Có đủ bằng chứng nhận định tên Lê Thiện Thành là hung thủ trực tiếp, một mình gây án. Tuy nhiên, động cơ gây án của hắn là gì? Hiện hắn bỏ trốn ở đâu? Là những câu hỏi buộc các cán bộ trinh sát phải nhanh chóng làm rõ, quyết bắt bằng được kẻ ác về đền tội. Ban đầu, cơ quan chức năng cũng như dư luận địa phương cho rằng Thành được một người nước ngoài thuê để sát hại gia đình chị Dung. Bởi thời gian trước khi vụ án xảy ra, chị Dung có đi làm ăn ở nước ngoài và quen biết với một người đàn ông Đức. Và gần thời gian vụ án xảy ra, người nước ngoài có liên lạc và tìm đến tận quê chị Dung để gặp và muốn đặt vấn đề với anh Thành về việc nối lại quan hệ với chị Dung nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, khả năng này đã bị loại trừ và Thành là thủ phạm mà cơ quan chức năng truy lùng khi bỏ trốn ngay sau vụ án xảy ra. Thời gian trôi qua, nhiều kế hoạch, mũi trinh sát được triển khai, ưu tiên tập trung truy bắt bằng được kẻ thù ác Lê Thiện Thành. Tuy nhiên, hắn rất giỏi lẩn trốn, mọi thông tin về hắn bật vô âm tín. Tuy vậy, các trinh sát không nản lòng, quyết tâm phải bắt bằng được hắn. Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Thanh Hóa đảm nhiệm việc này. Theo kế hoạch, các trinh sát điều tra sẽ được chia làm 5 mũi khác nhau. Nhiệm vụ ban đầu là sẽ đi sâu nắm tình hình qua các mối quan hệ của Thành để xác minh và nắm thông tin về đối tượng này. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra là hầu hết các mối quan hệ của Thành đều rất mờ nhạt. Người thân trong gia đình, vợ, bố mẹ đều khẳng định không biết đối tượng đang lẩn trốn ở đâu vì hắn chưa bao giờ liên lạc về nhà. Trước sự khó khăn đó, các mũi trinh sát xác định phải tiếp tục theo dõi những người có quan hệ đặc biệt thân thiết với Thành, trong đó người vợ phải được đặc biệt chú ý. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng có công văn gửi công an các tỉnh có vùng biên giới phối hợp truy tìm hung thủ để tránh trường hợp đối tượng tìm cách vượt biên ra nước ngoài. Ngoài các mũi điều tra, thu thập thông tin ở khắp các nơi, một lực lượng trinh sát đặc biệt đã theo dõi từng di biến động của người vợ của Thành. Đây có thể còn là một hướng điều tra hoàn toàn đúng đắn, vì chính từ người vợ này, tung tích của Thành đã dần được lộ diện. Trong quá trình điều tra, ban chuyên án nhận được một thông tin từ cơ sở nội tuyến thông báo rằng trước khi Thành bỏ trốn thì vợ đã có thai 5 tháng. Có một người đã khuyên vợ Thành nên phá cái thai đi rồi tìm người chồng mới. Tuy nhiên, vợ Thành đã khẳng định rằng nếu như phá thai, Thành sẽ quay trở về giết chết. Đây chính là một thông tin vô cùng quan trọng, giúp cho cơ quan điều tra kết luận hai vợ chồng Thành vẫn có sự liên lạc với nhau. Tấn công mạnh hơn vào người vợ để tìm ra nơi Thành đang lẩn trốn, cơ quan điều tra đã thu được thông tin rằng đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực Tây Nguyên, nhưng địa điểm chính xác không thể xác định được. Có được thông tin này trong tay, các trinh sát điều tra đã nhanh chóng tìm vào các tỉnh như Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, An Giang, bất kỳ nơi nào có manh mối về Thành. Qua một thời gian tích cực điều tra và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật, cơ quan điều tra đã xác định được Thành đang lẩn trốn tại khu vực thị trấn Bảo Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thành ở khu vực này rất bất thường và có ngắt quãng về thời gian nên vẫn chưa thể chắc chắn. Ngay sau đó, một mũi trinh sát đã vào thị trấn Bảo Thắng để điều tra về tung tích của đối tượng. Điều tra kỹ lưỡng các cơ sở sản xuất có nhiều lao động ngoại tỉnh làm việc. Ngày 26 tháng 12 năm 2011, cơ quan điều tra đã có nắm được thông tin về một đối tượng nghi vấn đang làm việc tại một nhà máy sản xuất gạch. Qua thông tin của người chủ lò gạch, đối tượng nghi vấn đó có tên là Hùng đã xin vào làm từ tháng 4 năm 2011. Việc nhận dạng từ bức ảnh của Lê Thiện Thành mà các trinh sát cung cấp, người chủ khẳng định Hùng rất giống với đối tượng mà đang bị truy nã. Không vội vã áp sát, các trinh sát tiếp tục điều tra xác minh thêm để khẳng định chắc chắn Hùng chính là Thành, từ đó sẽ vạch ra kế hoạch truy bắt. Sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin, cũng như xác định được nơi ở của Thành, ban chuyên án đã quyết định dựng kế hoạch bắt giữ. Để tránh nguy hiểm có thể xảy đến đối với những người xung quanh, vì Thành là một kẻ vô cùng manh động, tổ trinh sát đã điều đối tượng ra khỏi địa bàn. Sau đó, một tổ trinh sát sẽ mật phục tại nơi ở của đối tượng, chờ đợi cơ hội. Đêm ngày 30 tháng 12 năm 2011, sau khi Thành đi chơi trở về, các trinh sát đã bí mật áp sát và khống chế một cách gọn gàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả những người xung quanh. Tên hung thủ giết người đã xa lưới sau hơn một năm lẩn trốn. Đây là một chuyên án rất quan trọng, kết thúc nhiệm vụ năm 2011 của lực lượng phòng PC52 Công an tỉnh Thanh Hóa. Từ lời khai của hung thủ và các chứng cứ, vụ án được dựng lại như sau. Vợ chồng anh Thanh mở tiệm cầm đồ kinh doanh. Tên Thành là hàng xóm, làm nghề mua bán đồng nát, sắt vụn. Do nghiện đánh đề, hắn vay mượn vợ chồng anh Thanh 6 triệu đồng. Vay nhiều lần, khi hỏi đến thì khất lần không có trả. Chiều ngày 25 tháng 7 năm 2009, anh Thanh gặp Thành hỏi tiền thì Thành hẹn tối sẽ mang tiền đến trả. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Thành đang ngủ ở nhà thì anh Thanh điện thoại bảo sang nhà nói chuyện về khoản tiền y đã vay trước đó. Khi đến nhà anh Thanh, Thành có gặp chị Dung, khi đó chị Dung đang mang thai ở tháng thứ 8. Tại đây, anh Thanh rủ Thành lên ban công tầng 2 uống rượu và nói chuyện. Chị Dung thấy khuya nên vào buồng đi ngủ trước. Hai người uống hết một chai rượu, sau đó anh Thanh đi mua thêm mấy chai bia nữa để hai người cùng uống. Trong lúc uống bia, anh Thanh đề cập về chuyện nợ nần của Thành. Theo anh Thanh, nếu Thành không trả số tiền đã vay cho anh thì lãi suất sẽ cao, còn nếu Thành không trả tiền thì anh Thanh sẽ cho một số đối tượng đầu gấu tới đòi. Thấy anh Thanh đe dọa, Thành bực tức rồi hai bên cãi vã nhau. Khoảng 1 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2009, Thành xuống tầng 1 để đi vệ sinh. Khi đi ngang qua nhà bếp, nhìn thấy một con dao. Trong đầu Thành liền nảy sinh ý định hạ sát anh Thanh để xóa nợ. Thành rút một con dao thái rồi lừ lừ đi lên chỗ anh Thanh đang ngồi uống bia. Thế anh Thanh ngà say, từ phía sau, Thành vung dao chém một nhát vào vùng cổ bên trái anh Thanh. Nhát dao quá mạnh đã khiến anh Thanh gục chết ngay tại chỗ. Kiểm tra thấy anh Thanh bị chết, Thành cầm dao đi xuống tầng 1 định về nhà thì giật mình khi nghe tiếng chị Dung tỉnh giấc đi ra nhà gọi chồng đi ngủ. Sợ bị chị Dung phát giác, Thành tiếp tục cầm dao chạy vào nhà ra tay hạ sát luôn người vợ nhằm bịt đầu mối cuối cùng. Thấy sát thủ hung hăng say máu, người đàn bà đang mang thai chạy thục mạng vào nhà tắm và thảm thiết kêu la van xin, nhưng Thành vẫn vung dao chém tới tấp. Giết người xong, tên sát nhân đi lên ban công tầng 2, lục người anh Thanh lấy chiếc điện thoại di động. Để xóa dấu vết và đánh lạc hướng cơ quan điều tra, tên Thành đã cầm một số vỏ chai bia vừa uống trước đó cùng cái điếu cày ném ra phía sân vận động huyện gần đó. Phi tang xong, Thành đi xuống tầng 1, mở cửa tủ lấy toàn bộ điện thoại và thẻ SIM cùng một số tiền mặt gia trù để trong cửa hàng. Khi hắn đang tiếp tục mở tủ lục tìm tài sản thì phát hiện chị Dung còn sống vì có vết máu kéo lê từ khu vực nhà tắm vào phía buồng ngủ. Quyết tâm truy sát đến cùng, tên Thành cầm dao lần theo vết máu vào buồng chém liên tiếp vào người chị Dung cho tới khi nạn nhân nằm bất động. Thành tiếp tục đi ra phía ngoài nhà cậy tủ để lấy tài sản, nhưng thấy nhiều máu và sợ bị phát hiện nên hắn thôi thực hiện ý định. Chưa dừng lại ở đó, đảo mắt quanh nhà, hắn thấy chiếc xe tay ga hiệu Novo đang có chìa khóa, liền mở cửa dắt xe máy rời khỏi hiện trường trong đêm khuya. Sau khi gây án, Thành đã phóng chiếc xe máy cướp được chạy đến xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, đến nhà một người bạn của hắn tên Nguyễn Tiến Hùng, để lại chiếc xe nhờ người này bán rồi gửi tiền cho hắn. Trước khi đi, hắn lấy trộm một bản photo chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Tiến Hùng của người bạn này với ý định sẽ thay hình đổi dạng để không bị phát hiện. Quá trình thay đổi phần nào được hình dạng so với trước kia, hắn lại lẩn trốn đến các tỉnh Tây Nguyên, khiến lực lượng chức năng rất vất vả theo đuổi hắn. Vừa có thông tin đối tượng ở đâu, các anh lập tức lên đường phối hợp công an địa phương đó để tẩm nã hắn, nhưng kẻ quỷ quyệt luôn nhanh hơn một bước. Ngày 25 tháng 7 năm 2012, Tòa Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người cướp tài sản đối với bị cáo Lê Thiện Thành. Với sự căm phẫn tột độ, từ mờ sáng, rất đông người dân đã có mặt tại nơi xử án để theo dõi. Trong suốt phiên xét xử, có không ít tiếng la ó dội lên từ phía người nhà nạn nhân dành cho hung thủ đứng trước vành móng ngựa. Sự phẫn nộ có lúc lên đến đỉnh điểm khi cả phiên tòa nghe Thành thuật lại quá trình giết chết anh Thanh và 2 lần cầm dao chém thai phụ Nguyễn Thị Dung. Tội ác mà Thành gây ra là quá lớn, quá dã man so với lứa tuổi của y. Tòa Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Tuy nhiên, thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên không thể áp dụng hình phạt chung thân hoặc tử hình đối với Lê Thiện Thành. Kẻ sát nhân máu lạnh chỉ phải chịu mức án 18 năm tù giam và chịu trách nhiệm trợ cấp cho 2 cháu nhỏ 600.000 đồng một tháng cho đến 18 tuổi.